Tôi là Alice, nhưng không phải Alice ở xứ sở thần kỳ mà bạn hay biết đâu, mà tôi là... Sau này phải làm bác sĩ được cả xã hội tôn trọng, gia đình họ hàng mới được nhờ vả, đúng không Alice? Sau này phải học IT như thằng cháu bác. Học IT xong ra trường kiếm nghìn đô đấy Alice ạ. Giáo ơi, bằng đại học vô dụng ấy mà, phải ra đời tự bươn chải mới trưởng thành được. Rồi cuộc sống của con để con tự quyết định. Giới thiệu cho tớ đôi chút về bản thân mình được không? Mình là Quỳnh Trang, đến từ nhóm ngành NTH02. Tớ là Nguyễn Phúc Thành, học sinh K62, ngành kế toán, theo định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCI. Cô hôm nay là phụ huynh của một trong số các bạn tân sinh viên ở đây. Chị là Linh Chi, chị cũng là K61 kinh tế đối ngoại chất lượng cao. Chị là thành viên từ câu lạc bộ LSC. Tớ học kinh tế đối ngoại. Vậy thì cảm xúc của cậu không nhập học là như thế nào nhỉ? Hôm nhập học thì cũng khá là hồi hộp, lo, nhưng mà có rất nhiều anh chị ở phụ tu đã dẫn mình đi nhập học cho nên cũng đỡ căng thẳng chút. Tôi thấy hơi lo một tí, cả cũng phấn khởi nữa tại vì được đến gặp các bạn. Và cô cùng cảm thấy rất là thích cái không khí của trường, cũng như tôi nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của các bạn tân sinh viên và cô cũng cảm thấy rất là háo hức, giống như đi nhập học của con. Vậy thì cậu có thể cho tớ biết là ba dự định cậu sẽ đạt được và cố gắng hoàn thành được trong 4 năm đại học ở phụ tu không? 4 năm ở ngoài thương thì mình cũng chỉ kỳ vọng sẽ đạt được bằng giỏi trở lên, kiếm được người yêu và chắc sẽ tìm được công việc thật là sớm để giúp đỡ bố mẹ. Ở phụ tu thì mình có rất nhiều dự định, nhưng mà nếu như nói đến ba cái thì mình thứ nhất là muốn tốt nghiệp sớm, thứ hai là có thể tham gia vào các câu lạc bộ, và cái thứ ba là có một mối tình ở phụ tu. Vậy thì chị có thể nêu ra một kỷ niệm đáng nhớ nhất mà từ khi chị bước chân vào phụ tu được không ạ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc là chị được vào câu lạc bộ. Tại vì kiểu chị cũng bỏ ra khá là nhiều thời gian để kiểu thử thách bản thân mình ở vòng đơn ấy, nên là khi mà được vào câu lạc bộ thì cũng khá là vui, và nó cũng đáp ứng được những cái điều mà chị mong muốn, là chị có thêm nhiều mối quan hệ hơn, chị được training nhiều hơn, cho nên chị có thể chạy nhiều chương trình hơn và rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình hơn. Vậy thì cậu có muốn gửi gắm gì cho bản thân ở tương lai không? Mình muốn nhắn tới tương lai là lúc nào cũng phải cố gắng hết mình, sống hết mình và buông thả hết mình ở phía tôi. Tớ mong là bản thân trong tương lai của tớ sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Có những lúc tôi đã quên mất mình là ai. Tôi lao vào thực hiện một mục tiêu của ai đó chứ chẳng phải của mình. Nhưng tại nơi đây, tại xứ sở Chu La Len này, tôi muốn sống cuộc đời của chính mình, học hỏi những điều mới mẻ, gặp gỡ những người đầy tài năng và tìm ra ước mơ thật sự của mình. À, trước mắt thì tôi đã tìm thấy những người bạn rất hay ho. Biết ông Mương không? Mương nào? Mương Ngoại Thê. Mê Ngoại Thương. Và Chu La Len đã chào đón tôi như thế.